Vùng quê Tiền Hải, Thái Bình không chỉ có biển, có những đồng lúa tốt tươi mà còn có những con người chất phác, hiền hậu. Chúng ta cùng gặp gỡ một cụ ông, năm nay đã 83 tuổi, với câu chuyện về hành trình gian nan hơn 10 năm tưởng như không thể sống nổi. Có lẽ chúng ta sẽ gọi cụ ông là bác, bởi vì bác đã trở lại sự tráng kiện như cách đây 10 năm. Và cùng lắng nghe điều gì đã giúp bác có được một cuộc sống mà hiện tại bác gọi là rất có ý nghĩa. Tôi là Đặng Văn Quỹ, năm nay 83 tuổi, thuộc về xã Đông Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Tây Bình. Tôi hôm nay chia sẻ với mọi người với cái tâm trạng rất phấn khởi, bởi vì sau khi luyện pháp luân công bây giờ cuộc đời tôi nó đổi mới rồi. Chứ nói trước đây thì chả nắm chứ chẳng được như thế này đâu. Coi như là mình là như là một cái tổ thuốc cá nhân mà thí nghiệm đủ các thứ thuốc, tôi là đủ các thứ bệnh, nhưng mà trầm trọng nhất, khổ nhất là cái bệnh là u tiền liệt tuyến. Trong khoảng 7-8 năm tôi uống không thiếu cái thứ thuốc gì, rất nhiều nấm chán lắm, và cái cuộc sống này là cái cuộc sống càng ngày càng giảm sút. Người tôi bây giờ yếu lắm, để ăn uống chẳng ra sao, rồi lắm khi lại phù dẫn cả chân. Chân tay ấy là nó tê hết, như kiến bò, không cảm giác gì. Rồi đâu là rối loạn tiền đình này, co thắt mạch vành này, rồi phổi có vấn đề, rồi đường tiêu hóa có vấn đề. Thế đến cái năm 2013, bây giờ là tôi nó càng ngày nó phát bệnh nặng, là bí tiểu hoàn toàn phải lên huyện thả trong sông. Ngày sau này người ta khuyên là ông bây giờ phải đi phẫu. Việc điều trị theo Tây y bước đầu cho kết quả khả quan. Kết quả phẫu thuật khá tốt, nhưng sau một thời gian dài theo đuổi Tây y, sức khỏe của bác lại dần trở nên rất kém. Bác cũng thử chuyển sang Đông y, nhưng cũng không có hiệu quả gì đáng kể. Lúc này, cơ duyên đã đến với bác khi bác được giới thiệu một môn tu luyện Phật gia. Thì may, cơ duyên của tôi đến thì may là cái tháng 6 năm ngoái đến giờ là đúng là khoảng 15 tháng. Thì mỗi ngày là tôi cảm thấy là nó thay đổi rõ rệt. Tôi ở đây là đúng là cái đổi đời của mình. Thì là từ bấy giờ tôi luyện bây giờ thì thế là mỗi ngày là một lần là chuyển biến khác. Bây giờ lần lượt cái bệnh là tôi phấn khởi nhất là cái bệnh co thắt mạch vành, bây giờ là một năm nay không thấy xuất hiện. Lúc đầu ấy bà xã tôi không tin được, nhưng mà từ ngày giờ thấy tôi năm nay một năm nay tôi không dùng thuốc, mà trước đây tôi cứ liên tục ấy. Thì rõ ràng cho mọi con này cũng nhiều đứa này nó cũng công nhận là có tiến bộ. Từ bấy giờ tôi tin tưởng tuyệt đối vào sư phụ, vào pháp luân công. Thì sư phụ đã dạy ra là mình phải sống theo chân thiện nhẫn. Chân thiện nhẫn là giáo dục con người ta đi đến cuộc sống lành mạnh, làm điều thiện, nhiều thiện lương, giúp đỡ được nhiều người, cảm thấy bản thân mình cũng phấn khởi. Sẽ phấn khởi nhiều cái thì là tạo ra nên là cuộc sống lành mạnh, rồi các bệnh tật ra nuôi thôi. Bởi vì là sư phụ dạy ra là bây giờ vừa nguyện công thì là đã thông các cái kinh mạch. Bởi vì trong các cái bài, năm bài công pháp thì đều là rất tốt. Chẳng hạn cái bài thứ nhất là Phật triển thiên thủ pháp, đã thông các kinh mạch không bị bế tắc chỗ nào. Và như Đông y nói này là cũng là cân bằng về âm dương, chỗ bế tắc chỗ nào là nó nảy bệnh tật. Mà cũng kết hợp với nguyện công của sư phụ dạy thì cũng là đã thông kinh mạch để nó thông suốt. Như tôi, bản thân tôi thì một năm nay là không phải dùng thuốc nữa, nhưng mà một số các vị thì cũng có xuất hiện một số bệnh tật thì cũng phải dùng kết hợp cả Đông y này, Tây y. Đến cái mức độ nào mà nó sẽ giảm dần thì là dần dần bỏ. Từ cái ngày tuần luyện giờ tôi thấy là về mặt tình cảm gia đình, tình cảm bản thân mình đối với xã hội này là nó vui vẻ hơn trước. Mà tôi cảm thấy cái cuộc sống này rất có ý nghĩa, muốn cần sống lắm. Bây giờ như vậy là như người trước thì đâu, sống thế này thì chẳng có ý nghĩa gì, năm lúc cũng không bằng chết. Đúng là nó cũng nghĩ tiêu cực vậy, thế nhưng bây giờ tôi bảo không, bây giờ khác hẳn. Bây giờ thì cuộc sống này
rất là tươi đẹp, rất nhiều ý nghĩa. Cho nên bây giờ tôi chỉ mong rằng là ngoài xã hội, khu xóm ấy, người ta hiểu ra Pháp Môn Công, họ đến Pháp Môn Công, nhiều người mà thu nợ được Pháp Môn Công thì xã hội này tươi đẹp biết bao. Video trên chỉ trích dẫn một phần của câu chuyện, bởi vì sự kỳ diệu của nó có thể làm cho nhiều người chúng ta vốn mang theo quan niệm hiện đại sẽ khó tiếp nhận. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không nhằm mục đích chữa bệnh, mà khi một người tu luyện thực sự cải biến tâm tính đạo đức theo chân, thiện, nhẫn, thì cơ chế trong tu luyện sẽ tác động, giúp họ có thể đạt đến trạng thái vô bệnh, thân tâm an lạc và cả những điều kỳ diệu. Quý vị có thể liên lạc với bác Quý để tìm hiểu thêm về câu chuyện của bác và khám phá những điều kỳ diệu của cuộc sống. Chúc tất cả quý vị có nhiều phúc lành.